Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xem tin. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Zika Audio ạ. Vâng, một cái quản lý nguồn nữa về với anh Mã Ngọc Kim ở Đức Trọng Lâm Đồng ạ. Một quản lý nguồn thông minh mang thương hiệu là WeWood, mã là SR232S. Đây là dòng quản lý nguồn thông minh nhất trên thị trường hiện nay, được xử lý bằng núm vô cực và xử lý bằng phần mềm. Vâng, thì trước tiên thay mặt công ty Zika được cảm ơn anh Kim nhé. Và bên em có món quà chuyên của khách hàng có một cái áo mưa được in hình logo của Zika Audio ạ. Vâng, thì cái sản phẩm này thì hiện nay trên thị trường đang rất là cần thiết, thì chúng ta nhu cầu sử dụng thiết bị âm thanh khá là nhiều, có gia đình có những mấy gần chục thiết bị, có những gia đình rất là nhiều không đếm được, mà muốn quản lý một dàn thiết bị như thế thì chúng ta không thể cắm ổ cắm trực tiếp như ngày xưa, mất điện là nó mất đột ngột luôn ạ. Nhưng cái quản lý nguồn này nó sẽ cho chúng ta được cái an toàn hơn, đó là tắt từng kênh và mở từng kênh đó. Thì em tắt từng kênh đi ạ. Và đặc biệt là cái dòng này nó được sở hữu 9 ổ cắm. Một ổ cắm phía trước này là được link trực tiếp, còn 8 ổ cắm phía sau, tương ứng với 8 ổ cắm phía trước, 8 con số phía trước ở màn hình ạ. Và được tích hợp thêm một cái automat để chống sốc khi mà chúng ta mất điện đột ngột, là cái automat này sẽ nhảy hoặc là chập cháy ở đâu đó, cái này cái automat này nó sẽ tự nhảy, tự ngắt. Đó là cái vượt trội so với các cái dòng quản lý nguồn hiện nay trên thị trường. Như cái quản lý nguồn này thì không có automat này, nó đi trực tiếp hết luôn, và chúng ta phải quản lý bằng cơ, bằng tay. Đó, tắt từng kênh, tắt bằng tay. Cái này thì quản lý bằng phần mềm rất là hay. Và bên em thì cái quản lý nguồn này bên em cũng đưa vào phòng kỹ thuật test rất là kỹ, và phòng kỹ thuật với những chuyên viên rất là giàu kinh nghiệm, cảm thấy ổn định, hoạt động tốt. Thì bắt đầu có cái dấu triện đỏ này để chứng tỏ hàng này đã được kiểm định và xuất ra thị trường. Vâng, anh đơn hàng của anh Kim cũng vậy. Vâng, thì em bật lên này. Vâng, bật thì nó bật từng kênh một. Đó. Và điều đặc biệt nữa ở đây là chúng ta, cái màn hình này nó hiển thị cả ngày giờ, rất là hay. Chúng ta bật lên, đôi khi chúng ta xem đồng hồ lười xem thì chúng ta có thể nhìn trên quản lý nguồn này, nó biết giờ được bao nhiêu. Khi mà chúng ta tắt đi nó vẫn tự lưu ạ. Đó, 8 kênh đã được mở. 8 kênh đã được mở, tương ứng với 8 ổ cắm phía sau ạ. 8 ổ cắm phía sau. Đây ạ. Từ 1 đến 8, 1 này. Đây 1 này, 2 3 4 5 6 7 8 ổ cắm phía sau. 8 ổ cắm phía sau này chúng ta cắm được rất nhiều thiết bị. Đó. Thì 8 ổ cắm phía sau tương ứng với 8 cái con số phía trước chúng ta phải cài đặt. Vâng, về cái quản lý nguồn thông minh thì nói chung là rất là tiện lợi. Nó thu nhỏ trong một cái màn hình rất là xinh ở giữa. Đó, và chỉnh toàn bộ bằng núm điều chỉnh vô cực. Thì cái này bên em đã cài sẵn rồi, chúng ta về có thể chỉ việc cắm điện vào và chúng ta kết nối phía đằng sau ổ cắm được quản lý nguồn quản lý thôi. Còn đằng trước này là link trực tiếp, chúng ta có thể link sang ổ cắm khác. Vâng, bên em đang đóng hàng. Vâng, về cái tắt từng kênh một chúng ta cái này cũng có thể can thiệp được nhé. Nói chung là nó rất là thông minh. Chúng ta có thể vào các cái số này mà chúng ta các cái kênh nào chúng ta không muốn mở, chúng ta có thể tắt được bằng cái núm vô cực này. Đó, thì cái này bên em cũng có một cái video hướng dẫn rất là chi tiết, thì các bác cũng có thể xem trên kênh YouTube Zika Audio nhé. Vâng, thì cái sản phẩm quản lý nguồn của anh Kim ở Lâm Đồng thì hiện tại đang hoạt động rất là tốt ạ. Vâng, các bác nhớ mua cái quản lý nguồn này để bảo vệ dàn karaoke gia đình. Đừng để khi mà chập cháy hết rồi bắt đầu các bác mới nghĩ đến quản lý nguồn, thì lúc đó là một sai lầm rất là lớn nhé. Vâng, mà giá thành cực kỳ hợp lý, nó không quá đắt đâu ạ. Nhưng cái tác dụng chúng ta đạt được thì rất là cao, quản lý toàn bộ những thiết bị âm thanh, không bao giờ chập cháy. Khi mà có chập cháy thì cái automat này nó sẽ tự nhảy. Đó, mà các cái quản lý nguồn cổ điển ngày xưa nó không có. Đó, các bác thấy nó tiện lợi không ạ? Tiện lợi ở cái automat có thể cài đặt được bằng phần mềm. Đó, mà phần mềm này thì bên em đã cài đặt sẵn, các bác về chỉ việc dùng. Tắt thì tắt từng kênh và mở từng kênh. Giờ độ trễ của từng kênh khoảng tầm 3 giây. Đó, rất là tiện lợi. Về cái mặt hình thức thì màu đen, rất là dễ phối ghép. Hàng này hàng đặc biệt là nhập chính hãng các bác nhé. Đây là toàn bộ dòng của công nghệ Mỹ. Đó, các bác thấy không ạ? Tắt từng kênh. Đó, xong rồi chúng ta mở, chúng ta cũng mở từng kênh. Nói chung cái dòng này bên em bán cũng rất là nhiều, vì là cái giá thành hợp lý, thứ hai là cái hiệu quả mang lại rất là cao. Đó, 8 ổ cắm phía đằng sau. Vâng, với bộ dàn nhiều thiết bị như bên Zika Audio như thế này thì không có quản lý nguồn thì đôi khi là chập cháy hết đi ạ. Vâng, thì một lần nữa cảm ơn anh Kim nhé. Hiện tại cái quản lý nguồn của anh hoạt động rất tốt ạ. Vâng, xin phép được
bỏ ra cho nhân viên đóng hàng gửi cho anh. Vâng, sau cùng em chúc anh Kim và gia đình sức khỏe và cho anh luôn thành công ạ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.